alo xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. À, những cái thông tin mới đây thì mình nghĩ rằng tất cả các cô chú, anh chị cũng đã nắm bắt được về cái việc mà con trai của chị Hằng à, đặt số tiền là 10 tỷ để đảm bảo cho việc xin cho chị Hằng được về nhà tại ngoại với lý do là chữa bệnh thưa các bạn. Và những cái thông tin ở trên những cái trang báo cũng cho chúng ta thấy rằng À, chị ấy bị những cái căn bệnh gì? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn cũng là đi phản biện lại những cái à, vấn đề của các... của những người như là cái ông luật sư Sĩ Trần. Nhất là cái ông luật sư Sĩ Trần thưa các bạn. À, ông ta luôn cho rằng cái việc tạo ra cái drama này là cố ý của bà Nguyễn Phương Hằng cùng với ông Huỳnh Nguyễn Dũng. Đó, đổ tội luôn cho hai vợ chồng ông bà ấy. Trước khi đi vào cái phần à, phân tích những cái vấn đề mà ông sĩ trần cũng như là cái cô nhà báo luật sư hàn ly thì mình cũng nói thêm về một số những cái điều mà bản thân mình nhận biết được trong cái thời gian vừa qua những cái vấn đề như là gia đình của bà nguyễn phương hằng đang cố gắng gửi những cái lá đơn để xin các cơ quan chức năng cho bà nguyễn phương hằng được tại ngoại với lý do là về chữa bệnh thì nó cũng khá là hợp lý và mình nghĩ rằng nếu xét về tình và lý thì rõ ràng các cơ quan chức năng có thể sẽ đồng ý với những cái yêu cầu này câu chuyện nào cũng có à, hồi kết thưa các bạn mà hơn nữa chị hằng là một người yêu nước là một người luôn luôn muốn cống hiến à, sức lực của mình cũng như là những cái mà ông bà ấy có cho xã hội nó cũng được thể hiện qua rất nhiều những cái điều những cái việc làm của ông bà ấy dành cho xã hội dành cho xã hội thưa các bạn nhất là trong những cái thời khắc khó khăn thì ông bà ấy cũng cùng với nhà nước để mà gồng gánh giúp đỡ cho những người dân. Vậy thì rất chớ trêu khi trong cái drama này lại mọc lên à, những người như cái ông luật sư sĩ cùng với cô nhà báo luật sư Hàn Ly. Cái video tiếp theo mình sẽ có những cái phản biện đối với cô nhà báo này và chỉ rõ ra những cái sai phạm của cô ta không chỉ là xúc phạm đến danh dự của bà Hằng mà còn xúc phạm đến danh dự của nhiều người khác. Một điều mà bản thân chúng ta cũng giống như là họ phải nhận biết được rằng hằng khác hẳn với tất cả những kẻ như là trương quốc huy thái văn đường hay là rất nhiều những người khác khi mà tạo ra những cái cơn sóng những cái hoạt động có tổ chức có sắp xếp bài bản để mà gây ra những cái cuộc náo loạn nhằm làm rối loạn trật tự xã hội nó khác nhau hoàn toàn bước đầu họ sẽ tạo ra những cái vấn đề đánh vào lòng chắc ẩn của những người dân của những khán giả để đến khi khi mà khán giả yêu thương họ à, đặt niềm tin vào họ thì họ mới đưa ra những cái chiêu bài để đánh phá và lúc đó họ dẫn dụ những khán giả mà yêu thích họ ra đường biểu tình cùng họ bang khác hẳn với những cái cá nhân này thưa các bạn điều này nó cũng được thể hiện à, qua hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất là lên đồng giao gặp ca sĩ đàm bình hưng thì bà ấy cũng xuống xe và nói với mọi người rằng mọi người nên giải tán không nên tụ tập đông ở đây sẽ gây mất trật tự an ninh xã hội đúng không thưa các bạn và một lần thứ hai đó chính là ở nhà cái cô nhà báo luật sư hàn ly cái việc mà gây gỗ trước khi à, bà hằng đến thì hoàn toàn bà hằng không biết và bà ấy không chịu trách nhiệm à, trước những cái hành động của một số người khi mà tham gia gây gỗ đó nhưng khi bà ấy đến thì cũng chốc một lát cùng xuống bấm chuông à, cô nhà báo hàn ly không mở cửa thì bà ấy đi về rồi bà ấy cũng nói mọi người là nên giải tán bên cạnh đó các bạn cũng thấy nhóm của kim dung vẫn có cầm hung khí không biết là làm gì nhưng chúng ta cũng có thể để ý lúc đó cái hung khí đó rất là nguy hiểm nếu là đâu họ tác động vật lý đến bà nguyễn phương hằng thì sao đó cho nên cần phải hiểu rõ nhất là những người không yêu thích chị nguyễn phương hằng cần phải hiểu rõ rằng chị hằng không giống như những người như là trương quốc huy thái văn đường mẹ nấm những thành phần chống phá đất nước và các bạn cũng biết được rằng họ gián tiếp khi mà tiếp xúc với những người tin vào những cái lời nói của họ. Nhất là những người đang ở Việt Nam và những người đang ở trong nước của chúng ta. Khi mà nhận thức, nhận biết những cái vấn đề mà họ nói ra không đúng sự thật và bị cuốn vào cái câu chuyện đó thì rất dễ bị vi phạm pháp luật. Bởi vì những cái câu nói bức xúc khi mà thể hiện ở bên trong nước. Rồi thì sao thưa các bạn? Họ thì không bị sao. Họ vẫn có tiền, tiêu xài. Nhưng cái người mà bị ảnh hưởng đó chính là những cái người mà nghe theo những cái lời dẫn dụ của họ. vấn đề quan trọng mà chúng ta muốn nói đến ở đây đó chính là cái việc bác bỏ đi những cái ý kiến của ông sĩ trần khi mà nói rằng bà hằng và ông dũng là những người tạo ra, cố tình tạo ra cái drama này để mà đánh vào nhà nước, để mà đánh vào à, những cái đồng ý, à, những cái quyết định của nhà nước khi mà ban hành cấp phép bán cho những lô đất của bà hằng điều này là sai hoàn toàn thưa các bạn tóm tắt cái câu chuyện của bà nguyễn phương hằng nếu ai tham gia xem ngay từ đầu thì có thể hiểu rằng bà hằng và ông dũng lên từng độ cư sĩ việt nam và nói chuyện với ông võ nằm yên sau khi phát hiện ra ông này có những cái hành vi gian dối và không thật lòng cùng với đó là phát hiện ra được nhiều chiêu trò lừa đảo của ông này nên mới lên để nói chuyện các bạn cũng thấy đó À, trong cái đoạn clip đó thì ông yên cũng tỏ vẫn tỏ thái độ à, là tôi là một lương y tôi là một thần y tôi giúp dân giúp nước không cần đồng tiền nào đó vậy thì những gì mà chúng ta biết được qua rất nhiều những cái video clip thể hiện là những người đã từng được ông ta chữa trị là không khỏi bệnh và hơn nữa những cái quyết định những cái biện pháp ngăn chặn của tỉnh quảng ngãi khi mà được ông yên này xuống chữa trị cho hàng ngàn người trong đó thì có khoảng 100 người là bị câm điếc và bại liệt bẩm sinh thì cũng không hết. Và lần thứ hai ông ta xuống thì tỉnh này cũng đã ngăn chặn à, đuổi ông ta về. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta phải nhìn nhận được. Các bạn thử đặt một cái câu hỏi rất là đơn giản thôi. À, nếu như ông ta là một thần y thực sự, bản thân mình cũng mong muốn có một thần y như vậy. Bản thân mình cũng mong muốn có một người có khả năng chữa bệnh như vậy. Để làm gì? Để những người mà không may bị mắc bệnh, họ có thể uh, lành bệnh và sinh hoạt bình thường như bao người khác. Đó là một cái điều hết sức hạnh phúc. Nhưng ở đây hơn 10 năm qua, ông ta ma mị cộng đồng và dẫn dụ những suy nghĩ của cộng đồng cho rằng ông ta là một thần y. Một câu hỏi đơn giản mà mình muốn nói với các bạn đó chính là các bạn thử hỏi chính bản thân các bạn rằng nếu ông ta là một thần y, nếu ông ta là một người có khả năng thực sự thì 100 người bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi kia bị cấm điếc và bại liệt bẩm sinh. Không lẽ lại không khỏi một người nào hay sao? Đúng không bạn Tỉnh Quảng Ngãi người ta cũng đã phát hiện ra điều này và họ đã ngăn chặn kịp thời thưa các bạn và phát đi những cái thông báo rất là quan trọng. Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện của chị Hằng và ông Dũng có tạo ra cái drama này hay không? Phát hiện ra những vấn đề đó thì ông Dũng bà Hằng lên đã cảnh báo đến tịnh độ cư sĩ đầu tiên là ông bà ấy đến gặp tỉnh độ cư sĩ để nói về cái câu chuyện của ông yên sau đó là lên trang mạng truyền thông lúc này thì ông dũng bà hằng mới bắt đầu biết đến sử dụng cái nền tảng youtube cũng như là facebook đầu tiên là facebook đúng không thưa các bạn còn youtube thì đa số tất cả các youtuber đã, đã đến quay chụp lại những cái hình ảnh những cái tư liệu của bà nguyễn phương hằng và trong đó có cả báo chí nữa vậy thì một điều rõ ràng nhất cho chúng ta thấy là bà hằng và ông dũng không sử dụng mạng xã hội để tự bia cho bản thân từ trước đến nay chỉ mới ngay từ cái đợt đầu đợt drama tức có nghĩa là năm ngoái thì bà ấy mới sử dụng các bạn cũng có thể thấy những cái bài viết trên trang facebook của chị ấy đều không có dấu tức có nghĩa là chị ấy không quen sử dụng ở trên facebook viết ra thành dấu đó tất cả những điều đó chúng ta cũng dễ nhận biết được thôi và ý của cái ông sĩ này nói rằng bà hằng cố tình uh, dùng truyền thông mạng dùng truyền thông mạng bệnh để mà tấn công vào ông võ nằm yên thì điều này lại hết sức là vô lý bởi vì sao bởi vì từ trước đây các bạn có biết đến bà nguyễn phương hằng là ai hay không thậm chí đến ông Dũng lò vôi còn rất nhiều người chưa biết được ông bà chủ của đại nam là ai đó và đến khi xảy ra cái drama thì rất nhiều người mới biết đến vậy thì điều đó nó cũng chứng minh rằng ông bà ấy không dùng truyền thông mạng để mà PR cho bản thân trong suốt quá trình nhiều năm trước. Và tại sao ngay lúc đó ông bà ấy mới sử dụng mạng? Thưa các bạn, lúc đó ông Yên đang là một thần y. Mọi người đang gọi ông ta là một thần y, đúng không ạ? Vậy thì ông ta có 40.000 tín đồ. Trong 40.000 tín đồ đó, thì hầu như các bạn thấy đó, ông ta đánh mạnh nhất là ở trên không gian mạng khi mà các bạn mở Facebook cũng như là Youtube trên tất cả các nền tảng đều thấy hình ảnh của một ông thần y. Vậy thì khi một bà Hằng không tham gia mạng xã hội mà lên tố cáo ông ấy thì có bị mạng xã hội tẩy chay hay không? Có bị đánh phá hay không? Nó ảnh hưởng đến danh dự của bà ấy, danh dự của ông Dũng Lò Vôi, danh dự của công ty Đại Nam. Bởi vậy cho nên bà ấy mới viết ra những cái dòng tâm sự, những cái trải lòng của mình trên À, cái trang facebook của mình Để làm gì Và viết liên tục trong nhiều ngày Mà một bài viết rất là dài Thưa các bạn Để làm gì Để cho mọi người trên cộng đồng mạng hiểu rằng Cái mục đích mà bà ấy Muốn vạch trần bộ mặt thật của ông Võ Nằm Yên Là như thế nào Chứ không phải là bà ấy cố tình Hại ông Võ Nằm Yên Ông ấy không phải gọi là hại nữa thưa các bạn Mà đó là vạch trần ra sự thật Mang lại cái lợi ích chung Cho cộng đồng những cái ảnh hưởng về sức khỏe cộng đồng đó là những cái ảnh hưởng chung và khi bà ấy phát hiện ra đó là cái mang lại giá trị cũng là chung cho cộng đồng đó là một cái câu trả lời rất là rõ ràng cho chính bản thân ông sĩ bởi vì ông ấy cũng không ít clip không ít những cái clip thưa các bạn à, nói về vấn đề này đối với bà nguyễn phương hằng và cũng không ít những khán giả tin vào lời ông ấy rất nhiều khán giả tin vào lời ông ấy vậy tại sao ông sĩ lại đi bảo vệ cho ông võ nằm yên tất nhiên họ có mối quan hệ từ trước thưa các bạn và từ những cái mối quan hệ đó thì họ có thể là hiểu nhau hoặc là chơi với nhau hoặc là thông qua người này người kia rồi bảo vệ nhau qua cảm tính thôi chứ còn không có sự công bằng nào trên cái kênh của ông ấy chính ông sĩ cũng nhận ra điều này bởi vì sao bởi vì trong tất cả những cái vấn đề của đại nam ông ấy nói đến đều chỉ trích mang tính chất là chỉ trích đến công ty Đại Nam, đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, chứ không có một lời, một phần nào gọi là khen hay là một lời động viên nhẹ. Không có thưa các bạn, không có vấn đề đó. Ông ta đưa ra những cái vấn đề từ năm 2015 để đánh vào cái quỹ hàng hữu của bà Nguyễn Phương Hằng. Tức có nghĩa là nói rằng à, năm 2015 ông bà ấy bị phạt 99 tỷ đồng và ông Dũng nói nếu nhà nước không phạt thì số tiền này giúp được bao nhiêu là trẻ em thì đó là cái suy nghĩ của người ta suy nghĩ của một doanh nghiệp doanh nghiệp nào chả mắc lỗi thưa các bạn có doanh nghiệp nào mắc lỗi hay không vấn đề là sau này qua cái thời gian mắc lỗi đó qua cái đợt mắc lỗi đó thì họ như thế nào họ có tái phạm hay là không hay là họ từng ngày vẫn đang cố gắng mà cái sự cố gắng của họ mà nếu như họ không cố gắng họ mắc lỗi thêm thì đã có những cái chỉ trích những cái uh, răn đe của pháp luật rồi nhưng nó không có thưa các bạn nó không có vậy thì ông ta cứ nhắm vào một cái lần bị phạt của đại nam để mà bôi nhọ đến doanh nghiệp đại nam điều này hoàn toàn sai các bạn cũng biết được rằng bà nguyễn phương hằng lập ra cái quỹ trái tim Hằng hữu vào năm 2014 và cái hợp đồng ký kết cho cái quỹ này là đến 2030 và bà ấy đã làm liên tục cho đến năm 2021 tức là năm ngoái thưa các bạn các bạn cũng biết được rồi bà ấy luôn nói rằng à, chúng tôi đã cứu được hàng ngàn trái tim vậy thì điều đó đúng mà những cái mà họ nói rằng ở à, sao có hai ba trăm mà lại nói rằng à, là hàng ngàn có phải là bốc phát là nổ hay không chính những cái vấn đề đó mới làm bà ấy bức xúc các bạn thử cộng lại ba bốn bệnh viện thì có phải nó nhiều hơn con số là một ngàn hay không bà ấy nói một ngàn là còn ít chưa nói đến là ung thủy não rồi những cái vấn đề cấp bách ở ngoài, ví dụ như đi Singapore chẳng hạn. Đó, nó rất là ý nghĩa. Vậy ông ta có phải là người câm người điếc hay không? Mà không biết được những vấn đề đó. Để mà nhìn nhận, nói rằng mang lại sự công bằng. Công bằng ở đâu thưa ông? Không có. Và các bạn cũng biết rằng khi bà Nguyễn Phương Hằng đụng chạm đến ông Võ Nằm Yên thì nó cũng dây dưa đến rất nhiều, rất nhiều thưa các bạn. Rất nhiều những mạng ở trong showbiz. Rất nhiều người ở trong showbiz dính dáng đến ông Võ Nằm Yên. Có quan hệ với ông Võ Nằm Yên thậm chí là thân thiết và cùng nhau hoạt động một số những cái vấn đề gì đó về tâm linh. Rồi thì họ cho rằng cần phải bảo vệ nhau. Khi mà bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu ông Linh để mà lên tiếng à, nói cho cộng đồng mạng biết rằng à, cái việc mà ông ta tham gia chữa trị từ ông võ nằm yên có khỏi hay là không chỉ cần một câu trả lời có hoặc là không thôi cũng không trả lời được và anh ta chọn cách im lặng. Chính vì sự im lặng đó thì mới dấy lên cái làn sóng của dư luận cũng chính là khán giả từ trước đến nay của anh ta nhưng anh ta phớt lờ đi thì đó gọi là không tôn trọng khán giả rồi đến cái việc bà Nguyễn Phương Hằng nói là cái đám nghệ sĩ kia tức có nghĩa là những người được ông Yên chữa trị đó thưa các bạn bốn năm người được ông Yên chữa trị đó thì bà ấy nói là cái đám nghệ sĩ kia thì họ cũng thay đổi cái cụm từ đám nghệ sĩ thành bọn nghệ sĩ nhất là cái cô Trang Khàn và nói về độ tục thì trang khàn còn gấp mười lần bà nguyễn phương hằng thậm chí còn hơn một nghệ sĩ mà có những cái phát ngôn như vậy các bạn có thấy nó tai hại hay không vậy thì có phải nghệ sĩ nào ở bên trong sâu ở đây mình không nói tất cả những người nghệ sĩ chân chính các bạn nhé những người nghệ sĩ chân chính mình luôn luôn tôn trọng họ còn những người mang mác là nghệ sĩ mà lại đội một cái mặt nạ rất là thơ ngây duyên dáng nhưng ở trong lòng thì rất nhiều những cái thủ đoạn âm mưu thì mình không tôn trọng. Đó là mình cũng nói thẳng với các bạn như vậy. Rồi thì cái cụm từ đám nghệ sĩ cũng được họ dấy lên. Và có rất nhiều người trong showbiz đứng ra. Có cả cái người MC mà hay phỏng vấn cái cô nhà báo luật sư Hành Ly đó. Cũng lên tiếng chỉ trích bà Hằng. Và cũng bị cộng đồng tẩy chay. Một thời gian. Đúng không ạ? Tại vì lúc đó chị Nguyễn Phương Hằng nói rất là nhẹ nhàng chứ không có sử dụng những cái ngôn từ sai trái như cái đợt cuối thưa các bạn nếu mà chị hằng giữ được những cái vấn đề ngay từ ban đầu thì mình nghĩ rằng rất nhiều người ủng hộ cho chị ấy và nếu như chị ấy à, có thể tìm kiếm được những cái dữ liệu thể hiện những cái hành vi vi phạm kia một cách là tỉ mỉ là chắc chắn hơn thì nó cũng mang tính thuyết phục và nó sẽ không xảy ra những cái vấn đề pháp lý như bây giờ đó nhưng có một điều À, mà những cái suy nghĩ chủ quan của mình muốn nói đến cho tất cả các cô chú của anh chị là như thế này. Tức có nghĩa là ban đầu bà Nguyễn Phương Hằng rất quý à, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Nếu như các bạn để ý cái điều này, nhưng cái ý của bà ấy muốn những người à, ca nghệ sĩ, những người có tiếng à, trong xã hội, những người có tiếng đối với cộng đồng, khi mà họ kêu gọi, có rất nhiều người từ trong nước đến ngoài nước quan tâm đến những cái lời kêu gọi của họ và đóng góp rất rất là nhiều tiền vậy thì cái việc sao kê minh bạch thì rõ ràng những người này cần phải làm làm ngay sau khi à, kết thúc cái việc từ thiện đó vậy thì khi họ nghe thấy những cái lời yêu cầu của bà hằng họ cũng phớt lờ đi à, và có những người lại đưa ra những cái thách thức thách đố rồi châm biếm thì bà ấy mới tức lên thì nó mới ra cái câu chuyện là đấu tố nhau qua lại thưa các bạn và ở đâu ra một cái cô ca sĩ đồng xanh đăng một cái dòng trạng thái rất là vô duyên yêu cầu bà ấy là phải ủng hộ bằng tiền mặt chứ không nên ủng hộ bằng đất mà giá trị đất đó là 1.000 tỷ rất là buồn cười luôn thưa các bạn mình không hiểu tại sao luôn có thể là họ bảo bọc nhau đúng không thưa các bạn trong khi đó thì ngay tại cái thời điểm rất là khó khăn toàn đất nước chứ không phải riêng về Bình Dương hay là thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh thì mình hỏi các bạn có doanh nghiệp nào từ lớn đến nhỏ mà gặp được thuận lợi trong cái mùa dịch đó hay không có lợi nhuận nhiều trong cái mùa dịch đó hay không thậm chí còn lỗ rất là nhiều về cái vấn đề thuê mặt bằng rồi tiền trả cho công nhân tiền điện tiền nước rất rất nhiều những cái mà họ phải chi trả mà nguồn thu không có nguồn chi lại nhiều do vậy cho nên họ không có sẵn cái tiền mặt đó là cái điều đương nhiên mà có doanh nghiệp nào người ta để hàng ngàn tỷ đồng tiền mặt ở ngoài không không có đâu thưa các bạn Đồng tiền của người ta là đồng tiền, họ là những người kinh doanh, đồng tiền mà để ngoài, để khơi khơi vậy thôi là đồng tiền chết, đồng tiền không xưng ra lời. Đồng tiền không xưng ra lời thì họ không bao giờ để, họ chỉ để cho đủ chi tiêu gia đình bản thân họ thôi. Và từ đó thì chúng ta cũng thấy được cái lời yêu cầu của cô ta là quá vô duyên, quá vô duyên luôn. Và sau này cô ta lại nói rằng cô ta là người, là admin của cái trang fanpage Huỳnh Ngọc Thiên Vương mình nhớ không nhầm cái chi tiết này chị Hằng và luật sư của chị Hằng đã lập vi bằng với những cái vấn đề này à, có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai tức có nghĩa là trong cái quá trình diễn ra cái việc xét xử chị Hằng đó luật sư của bà ấy sẽ đưa ra những cái bằng chứng chứng cứ này và đến lúc đó thì có khá nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm và đến lúc đó có thể chúng ta sẽ nhận diện được rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm từ trước đến nay có nhiều bạn hỏi nói rằng à, tại sao những cái vấn đề mà họ làm như vậy à, luật pháp không xử lý nhưng chúng ta phải suy nghĩ lại là luật pháp người ta dựa vào chứng cứ bằng chứng chứng cứ thể hiện cái hành vi vi phạm của họ thì mới có thể giải quyết được nhưng nếu không có bằng chứng chứng cứ thì họ không thể nào xử lý được thưa các bạn vậy cho nên mới nói rằng những cái mà sai phạm của những cái người đã xúc phạm bà nguyễn phương hằng nếu như luật sư hoặc là người nhà của bà Nguyễn Phương Hằng lập phi bằng những cái vấn đề đó để mà phản tố lại à, trong quá trình xét xử thì đó là một cái điều hết sức là hợp lý còn nếu như gia đình bà Hằng cũng như là luật sư không làm việc đó thì luật pháp cũng không có căn cứ để mà xử lý những cái hành vi của những người kia đó cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ cái vấn đề này để tránh những cái dòng comment những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề mà không có lợi cho chị Hằng Do thời gian có hạn cho nên mình xin được kết thúc cái clip tại đây. Mình sẽ gặp tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, nút like và share giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.